hoomi sonanto dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyammi buddhang saranang gacchami dutiyammi dhammang saranang gacchami dutiyammi sanghang saranang gacchami tatiyammi buddhang saranang gacchami tatiyammi dhammang saranang gacchami tatiyammi sanghang saranang gacchami iti viso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sathane vamanusanang buddho bhagava tinati me saranang anyang buddho me saranang varang etena sacca vacena hotu me jaya mangalam uttamangena vande hambada pangsong varuttamang bhute yo khalito doso bhutho khamatutam mamam swakato bhagavata dhammo sannidhi ko akali ko ehi basi ko opanayi ko pajatang ve nitappo vinyo hiti nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacca vacena hotu me jaya mangalam uttamangena vande aham dhamman januvidham varam dhammeyo kalito doso dhammo khamatutam mamam subhati manno bhagavato savaka sangho ujubhati manno bhagavato savaka sangho nyayapati manno bhagavato savaka sangho Sāme jipati panno bhagavato sāvaka sāṅkho yadidāṁ cattāri purisa yogāni ātha purisa bhokala esa bhagavato sāvaka sāṅkho āhunayyo pāhunayyo dākhinayyo añcalikaraniyo anuttaraṁ puñyakhettaṁ lokassāti nāthi me saraṇaṁ anyaṁ saṅkho me saraṇaṁ varaṁ etena sācca vācena hotu me jaya maṅgalaṁ uttamaṅgena vandeyaṁ saṅghaṁ ca duvidhāttamaṁ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamatutaṁ mamaṁ vandāmi jeti yāṁ sāpāṁ sāpāthāne supate titāṁ sāririka dhātu mahābodhiṁ bodharūpaṁ sakalaṁ sādaṁ sambodhe attha ve sañca dvāda sañca sahāsake pañca sata sahāsāni namāmi sirasā aham te saṅghaṁ mañca saṅghaṁ chādare na namāmi haṁ namakkārānu pāve na haṁ tvā sāpe upātave anekā antarāyā pivinā santo ase sato sampothe pañca paññā sañca catuvi sati sahāsa kedasa sata sahāsa ninamāmi sirasā aham te saṅghammaṁ ca saṅghaṁ ca ādareṇa namāmi haṁ namakkārānu pāve na haṁ tvā
sa te opa ta ve aneka antaraya pivina santo ase sato sambo te na uttara sate atha jata li sa saha sa ke vi sa ki sa ta saha san ni na ma mi si ra sa ahang te sang ham man cha sang khan cha da re na na ma mi ham namakara nu pa ve na han to sa te opa we aneka antaraya pivina santo ase sato sate purati mayani saya sata avera sukhi hanto sate purati maya anuri saya sata avera sukhi hanto sate dakina yani saya sata avera sukhi hanto sate dakina ya anuri saya sata avera sukhi hanto sate pati maya ni saya sata avera sukhi hanto sate pati maya anuri saya sata avera sukhi hanto sate otara yani saya sata avera sukhi hanto sate otara ya anuri saya sata avera sukhi hanto sate upari maya ni saya sata avera sukhi hanto sate hati maya ni saya sata avera sukhi hanto sate sata avera hanto sukhi ta hanto nidukha hanto apyapa cha hanto anikha hanto nikha yuka hanto aroga hanto sambati hisame chanto sukhe atanam pariharanto dukha pata jani dukha paya pata jani paya soka pata jani soka hanto sape divani no akasatha japam Devana gamahidika punyam no anumodan tu jirang rakhan tu sasanam akasakhan japam matha devana gamahidika punyam no anumodan tu jirang rakhan tu nogaro akasakhan japam matha devana gamahidika punyam no anumodan tu jirang rakhan tu nyata yo akasatha japam matha devana gamahidika punyam no anumodan tu jirang rakhan tu vani yo akasatha japam matha devana gamahidika punyam no anumodan tu jirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawa khaya waham ho tu anagati kale sa thu. Dạ, thầy Kinh Tâm Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh mời sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng thuyết bài học cho chúng con ạ. Dạ, xin kính mời sư. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sàng Thầy giá. Rồi, xin chào các tử học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học học bài số số 12 phần trả lời câu hỏi với Độc Đoạn Quang. Rồi sau đó chúng ta sẽ học bài mới là bài số 13. Đây là phần trả lời câu hỏi. Giờ mình có 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy cho biết một vài tình tiết quan trọng trong đoạn văn. Trong đoạn văn mình học có tình tiết gì quan trọng à? Các con nhớ không? Đoạn văn nè,
Câu số 1 là khi mình để bật quay tình tiết quan trọng trong đoạn quan. Mình có gì? Rồi Đức Vua cho xây ba cái tòa lâu đài lộng lẫy, rộng lớn. Rồi công chúa Yashodhara sinh được một hoàng nam khôi ngô tuấn tú. Rồi cái gì nữa? Rồi bắt cái tình tiết quan trọng thứ ba là mặc dù là sống trong cung vàng điện ngọc nhưng mà vợ đẹp con thơ nhưng Bồ Tát vẫn không đắm mình trong cái ngũ dục và đã xuất gia. Đã sống bỏ từ bỏ gia đình để mà được đi xuất gia là ba cái sự kiện. Đó là một vài tình tiết quan trọng ở trong đoàn quan. Một vài trường hợp chỉ là được rồi là tốt rồi. Câu số 2, hãy cho biết hai loại tính từ Pali được phân theo hình thức là gì? Hai loại tính từ Pali là gì? Phân theo hình thức là gì? Dạ, tính từ trong tiếng, dạ, tính từ trong tiếng Pali là tiếng phụ họa với danh từ. Để chỉ thể chất hay tính chất của danh từ đó cho rõ ràng và linh động. Ở đây người ta hỏi hai loại kìa, hai loại tính từ. Hai loại là thuần túy, loại thuần túy tính từ với là loại chuyển hóa tính từ. Hai loại thuần túy tính từ với lại chuyển hóa tính từ. Câu số 3. Câu số 3 người ta cho mình gạch dưới các tính từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì lát mình đọc đoạn văn rồi mình tìm nó. Câu số 4, theo bài học này thì tính từ trong tiếng Pali được sử dụng như thế nào? Cho thí dụ. Dạ, các tính từ thì phải luôn luôn là đồng tính, đồng cách và đồng ngữ số với danh từ mà chúng đứng phụ nghĩa. Rồi, tính từ phải luôn luôn đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà chúng đi kèm ha. Rồi câu số 5, hãy tập đặt câu có các tính từ Vithapha. Vithapha là rộng, Dasaniya là đẹp, Abhirupa là khôi ngu, Ucha là cao, Dahara là trẻ, Mahalaka là già. Này vì nhà tự đặt ha, tự tạm đặt câu. Câu số 6, hãy tìm các danh từ năm tính vị nhược ký có biến cách như ý xí và tập chia chúng. Mình có danh từ gì mà có giống như ý xí hả? Có không? Trong bài học mình có không? Trong bài học mình có không? Có danh từ gì mà nói tình của mình ý chia giống ý xí hả? Bú đí. Đúng rồi, bú lý là tu sĩ nè. Còn gì nữa? Trong phần tư vấn mình có nè. Từ nam tính vì người Ý. Gia thí nè. Thấy không? Gia thí nam tính là bệnh tật nè. Sự bệnh nè. Rồi một quan. Còn có nhiều lắm ở trong phần bài học mình có nè. Trong sách bài học mình có. Rồi đó là phần tìm trả lời câu hỏi. Sao câu hỏi giờ mình còn một câu hỏi phải đọc đoạn văn. Giờ mình xem đoạn văn ha. Đây đoạn văn số 10, bài số 12, xuất khắc phù ghi ná chi vi tăng đời sống nhung lụa raja raja putasa awa hanha mangala di vasasa paichato vasana utu he manta utu gimha utu jati taini utu hi rikunji tung ti mante chát vithate chát mahan te chát tayo vi mane kare si so
Yasothara Jakumariya Sathin Te Sang Anto Te Rasahi Vasehi Sutukhang Vasi Sa Atakso Atakho Pi Rahulo Nama Api Rupang Rajaputang Jayi Thình trà phí su văn ná mây giá bí mà nề Ta sơ nì dê ná Hút tắc ká đà rê ná Sơ thiền vá sàn tô Hồ thí sát tô phân ná Bành giá ká mạ gút nề An lúc phá văn nề Ná á phá chí Tê ná hí sô Á chí răng á gà rás mà Á ná gà rí răng Phá phá chí โสราจักุมาราโตธัมมังเดเสตวาเทวมนุสเสจาติยาจารายะยาทิสมามรณัมหาจังปมุญเจสินสินติอาสายะสัจจธัมมังปริเยสิตุนิอภวิละภังนังวังเยมเต็มให้ตึ้นตึ้งไง có thấy được tính từ nào nữa. Và phần tính từ ở trong bài học Raja Raja Putasa Awa Ha Mangala Diwasasa Pachato Vasana Utu Hemanta Utu Gimha Utu Jati Taihi Utu Hi Paripunjitung Chuti Mante Cha Vithate Cha Mahante Cha. Thấy tính từ không? Dạ thấy, Vithate có vút thắt tê là một nè, thắt tê mahan tê nè, vút thắt tê là rộng, mahan tê là lớn, rồi có chú tí man tê là chú tí man tê là lộng lẫy, ba tính từ tay dù vi man này cài xí rồi để xem qua còn ở đâu nữa ha. So yaso tharara jakumariya sathin te sang anto Tê ra sá hi oa sê hi su su khang oa sĩ Sa a tha kho pi ra hu lô na mát A phi ru po ra cha phu tăng cha yi. Thấy không? Có a phi ru po nè, a phi ru pang nè Ra cha phu tăng có hoàng nam khôi ngô túng tú nè A phi ru pang nè, tính từ nè. Rồi kinh cha pi su văn na ma ya vi ma ne na sa ni ye na phut tắc ca đà re na sat thinh va san to bồ thi sat to văn na bành cha ca ma gu ne anu pa văn ne na pa chi. Thấy tương tự không? Có gì nè, phut tắc đà re na đà sa ni ye na nè Dasaniya nè. Dasaniya là đẹp đó. Hôm trước mình học đó. Dasaniya là đẹp nè, là tính từ nè. Tê na hi so Ajira agarasma nagariyang Papaji So Raja kumarato Thamang de se toa Dewa manuse Jatiya caraya Yatimha Marnasma Jat Pamunje sinti Asaya Sajat Hamang Pariye Situng Muni Apovi. Vậy thì mình có được mấy tính từ? Mình có được chú tí man tê là một nè, Vitha tê là hai nè, Mahan tê là ba nè, Api Rupang là bốn nè, Dasani Ye Na là năm nè. Mình có được năm tính từ ở trong đoạn văn này. Rồi mình đọc ha, mỗi mình có hai đoạn, mỗi người đọc một đoạn. Rồi giơ tay lên thập đoạn đoạn văn đi. Anh Khánh có trên lớp học hay không à? Khánh nghe, có trên lớp học không? Dạ, không thấy á sư. À, cô Phúc Chiên mời sư đi, mời khắp dạ. Đồng thầy. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. À. Con xin chào sư, con xin đọc. Sukhapak dos gina vivittang
Raja. 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 Raja Kutasa Avahanatman Ratna Divasaka Bachato Vasana Utu Hemantat Utu Gimhat Utu Chati Tihi Utuhi Baribut Nita Baribunjitum Baribut Nichitum Baribunjitum Jitum Jiti Mata Chak Jiti Mante Jiti Mante Chak Vithate Chak Mahante Chak Tayo Vi mặt nề Kha Rê Sĩ Kha Rê Sĩ So Yasudat Raya Yakuma Riya Giya Satim Tessam Anto Terasahi Vasehi Sukham Vasi Sa Atha Kobi Rahu Rahu Ro Na Mak Apit Rupam Gajak Muttam Yapi Yaji 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 Tập đọc cái chữ chê đó gì? Chà 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 Chí Dạ Đọc nữa không sư? À, một đoạn thôi, rồi mời người tiếp theo. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Kinh Kinh Cha Pí Su Wan Na Má Giá Quý Ma Nê Đá Sa Ni Dê Giá Dê Ná Út Tá Cá Đà Rê Ná Sát Thinh Quá San Tô Hồ Thí Sát Tô Pá Ná Pan Cha Pancha ka ma gune anufa wane na apaji tenahi so ajirang agarasma anagariyang papaji so raja kumaro kumarato tamang desetoa dewa manusse cha ti ya cha ra ya wa vi wa wi ya dis ma mara mara nang ha cha pa mun che sin ti asaya sat cha tham mang pari ye si tung mu ni a fa vi dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Su ca pa đu rê na chi vi tăng ra cha ra cha bút ta sa a wa ha na mang ga la di wa sa sa pa cha to wa sa na Wasana Utu Hemanta Utu Gangha Utu Jati Tihi Utuhi Paripun Chitun Chuti Mante Cha Vithate Cha Mahante Cha Tại vô quý măng nê, quý măng nê, cha rê sĩ, sô, giá sô thà rò, ra chá, u mà rì giá, xích hình, tê xăm, an tô, tê rá xá hì, quá xê hì, su su khăn quá xí, sa á thá, khô, bí, Rahuro Nama Api Rupang Raja Putang Raji
Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Kinh Cha Bí Su Quan Ná Má Giá Quý Ma Ni Đá Xá Ni Dê Ná Bút Tát Cá Đa Rê Ná Sách Hình Quá Săn Tô Pô Thê Sách Tô Bá Ná Bàn Chá Cà Mê Cà Má Gú Nê Á Nú Phá Quá Nê Phá Quá Nê Ná Áp Bách Chí Tê Ná Í Sô Á Chí Răng Agarasma Anagariyang Bapachi Sorachakumarato Thamman Desetoa Deguamanuse Chatiya Charaya Abhyathi Thissa Sisma Maranamha Chabamunche Sinti Asaya Sachathamman Bariye Situng Muni Afawi. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Su Kha Tá Khô Vê Ná Vi Chí Vi Tăng Chí Vi Tăng Gà Trà Gà Trà Phước Tắc Phá A Hoa Hà Ná Măng Gà Ná Lý Quá Sát Phá Tất cả tôi quát xa nã ủ tú hê măng tả ủ tú ghim hả ủ tú cha tí ti hí ủ tu hí bà lý phung chí tung chú tí măng tê chả quýt thả tê chả mã hành tê chả ta dô quý ma nê ca rê xí xô giá xô thả ra ra cả phú ma di ra di ra khép thêm tê xăng an tô tê giá xá hí quát xê hí xú xú khăn quá xí xa a thả phô bí giao hữu nô na mã a thí vô khăn ra trả phúc tăng cha dí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. Dạ sư con xin đọc ạ. Kinh Cha Bí Tu Quần Lá Má Giá Tá Quý Mà Lề Đất Sá Nì Dề Lá Bú Tá Cá Bú Tá Cá Đà Dề Lá Phát Thình, Phát Sàn Tổ, Phô Thị Sát Tổ, Ba Lạ, Bành Cha Cà, Mề Khu Lề, A Lu Phá Khoa Lề, Lạ, A Ba, A Phát Chị, Tề La Hị, Tổ, A Chị Rằng, A Gà, Sát Mà, A La Gà, Di Rằng, Ba bát phá chi tổ ra cha u ma ra tổ tham măng đề sát hòa đề hòa ma lút đề cha ti ra cha ra 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 tít ma 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 ra la ma ra bành hà cha ba mùng chì tìm tị a sa ra tập cha thầm mành ba di dề tít tùm bu ni a pha ui. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin kính mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Sukha Pha Phô Jê Ná Chi Vít Tăng Raja Phút Thá Sá A Vá Há Ná Mang Gá Lá Ký Quá Sá Sá
Hachato Pasana Utu Hemanta Utu Kimha Utu Jati Tihi Utuhi Pari Kunjitun Chuti Mante Cha Chithate Cha Mahante Cha Tayo Vimane Kavresi Kavresi So Yaso Tabra Raja Kumariya Satin Tisang Anto Tera Sahi Basahi Susukang Basi Sa Atakopi Rahulo Nama Apirupang Raja Putang Jayi. Dạ, thưa sư con xin hết. Dạ, đã thấy hết rồi ạ sư. Còn con. À, dạ, xin lỗi, dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Kinh Sa Phi Suvana Maya Vimane Dasa Nijena Uttaka Darena Satin Vasanto Bodhisatto Hana Pancha Kamagune Anubhavane Na Apachi Tenahi So Ajiran Agarasma Ana Gariyan Papaji So Rajakumaro Thamang Desetua Devamat Nuse Chatiya Charaya Vya Tisma Maranangha Cha Hamun Che Sinti Asaya Sakya Thamang Hari Che Situn Muni Abavi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ hết rồi sư. Rồi, đó là phần đọc đoạn văn của bài số 12. Giờ mình trở lại học bài số 13 ha. Số 13. Đây là bài số 13. Bài số 13 thì phần lịch sử Đức Phật thì liên quan đến thiên sứ thứ nhất. Phần văn phạm thì có vị biến cách tung và táo vê. Rồi danh từ nữ tính bị người ý như là phô thí. Phần lịch sử Đức Phật thì ở đây mình có đoạn lịch sử ngắn này. Một ngày nọ, Thái tử Siddhartha xin phép người cha để đi dạo trong vườn thượng viện. Tại đây, Thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy người già, lưng còm như sừng bò, xói đầu, tóc bạc, da nhăn răng rụng, chống gậy vừa đi vừa run rẩy. Sau khi hỏi người đánh xe thanh lá và biết rằng đó là người già, ngài cho đánh xe về vạn cung. Khi trở về vạn cung, thái tử đau khổ sầu muộn và suy nghĩ khi có sanh sẽ có già, rồi ngài lại nghĩ ta chắc chắn sẽ già, vì thế ta phải tìm cách thoát khỏi sự sanh già. Từ đó ngài không còn vui thích thọ hưởng ngũ dục. Thì đây là phần đoạn văn, đoạn lịch sử ngắn nói về lần đầu tiên mà thái tử đi tham quan ở trong vườn nguyện và nhìn thấy người già. Vậy chúng ta sẽ học một số từ vựng liên quan đến đoạn văn ha.
ai đấy mà làm một số tình bệnh. Đây là một số tượng vật mình có: Dewa Duto là thiên sứ, Mahalapo là người già, Palita Kesa là tóc vàng, Walita Techa, Walitecha là da nhăn, Khanda Đăng Tá là răng rừng, Kalata Say Sát là khói đầu, Chati là san chara là vàng, dắt thí hoặc là đanh đá là cây gậy, Devaduto là thiên sứ, Mahalapo là người vàng, Palita Kesa là tóc bạc, Walitacha là da nhăn, Khanda Đăng Tá là răng rụng, Palata Say Sát là hói đầu, Chati là sanh, sự sanh, chara là sự già, dắt chí, đanh đá là cây gậy, Devaduto là thiên sứ, Mahalapo là người già, Palita Kesa là tóc bạc, Walitacha là da nhăn, Khanda Đăng Tá là răng rụng, Kalata Say Sát là hói đầu, Chati là sự sanh, chara là sự già, dắt thiết hoặc là đanh đá là cây gậy. Rồi đó là phần từ vựng của trang đầu tiên. Giờ chúng ta giơ tay lên để đọc phần từ vựng này. Mời lớp đọc, giơ tay lên để đọc từ vựng. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Dewa Duto là thiên sứ, Mahalako là người già, Palita Kesa là tóc bạc, Walitacha là da nhân, Khanda Đăng Tá là răng rụng, Kalata Sisa là khởi đầu, hói đầu. Chati là sự sanh, Chara là sự già, giá thí hoặc là đanh đá là cây gậy ạ. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Xin mời cô tu nữ Dự Bảo ạ. Bật mi lên. Dạ, con xin đọc ạ. Dewa Duto là thiên sứ, Mahalako là người già, Palita Kesa là tóc bạc, Walitacha là da nhăn, Khanda Đăng Tá là răng rụng, Kalata Pasilsa là hói đầu, Cha Tý là sự sanh, Chá Ra là sự già, Giá Thí Đanh Đá là cây gậy. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Dewa Duto. Dewa Duto là thiên sứ, Mahalako là người già, Palita Kesa là tóc bạc, Walitacha là da nhăn, Khanda Đăng Tá là răng rụng, Kalata Sisa là hói đầu, Chati sự sanh,
cha ra sự già, giá thí, đam đá và cây gậy. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử mang cái lá nan đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Đề Vá Chú Tô là thiên sứ, Má Há Lá Cô là người già, Ba Lý Tá Kê Xá là có tóc bạc, Ba Lý Tá Chá là có dây dây nhang, Ba Đá Đá Tá là có răng rụng, Khá La Tá Xí Xá là hói đầu, Cha Tí là sự sinh, Cha Ra là sự già, Đam Đá hoặc là Giá Tí là cây gậy. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. À. Đê Quá Lút Tô là thiên sứ, Ma Há Lát Cô là người già, Pa Lít Tắc Kê Xá là tóc bạc, Qua Lít Tắc Chá là da nhăn, Khanh Đá Đăng Tá là răng rụng, Khanh Lá Tá Xí Xá là hói đầu, Gia Tí là sự sinh, Cha Ra là sự già, Cha Ra, dạ, Cha Ra là sự già, Đan Gia Tí hoặc là Đan Đá là cây gậy. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Đề Quá Bù Tô là thiên sứ, Mạ Hạ Lạc Cô là người già, Ta Li Tạ Kê Sạ làm tóc bạc, Qua Li Tạ Chạ là gia nhân, Khăn Đạ Đàn Tạ là răng rụng, Tạ là Tạ Xì Sạ là hỏi đầu, Cha Tị là sự sinh, Chắc là sự già, Giác Tị hay là Đan Đạ là cái gầy. Con xin hỉ đạ. Xin mời Phật tử Tha Mi Cá Liễu. À, thưa sư, con xin đọc ạ. Đề Quá Đù Tô là thiên sứ, Ma Há Lá Cô là người già, Bá Lý Ta Kê Tá là tóc bạc, Hoa Lý Tá Chá là gia nhân, Phan Đá Đàn Tá là răng rụng, Phan La Tá Xì Lá Xì Xá là hói đầu, Cha Tí là sự xanh, Tá Ra là sự già, Tá Tí Đàn Đá là cây gậy. Dạ, xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Đê Vác Đức Đô thiên sứ, Ma Hát Lát Khô người già, Ba Lý Tắc Kết Xá là tóc bạc, Ba Lý Tắc Chát là dây nhăn, Khanh Đắc Đăng Tát răng rụng, Khá La Tắc Xí Xá là hối đầu, Gia Tí sự sinh, Dắt Ra là sự già, Dắt Khí Danh Đá là cây đẩy. Con xin hết rồi sư. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Đê Quá Bú Tô là kiếm sứ, Má Hân Lá Cô là người già, Bà Lý Tá Chê Xá là bắt bạc, Bà Lý Tá Chá là da nhăn, Khanh Đá Thanh Tá là răng rụng, Khanh La Tá Thi Xá là hói đầu, Cha Tí là sự xanh, Cá Ra là sự già, Cá Tí là răng đá là chết rồi. Thưa sư, con xin hết ạ.
Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thi sư, con xin đọc Deva Duto là thiên sứ, Maholako là người già. Dạ xin đọc lại con. Maholako. Mahalako. Mahalako. Dạ. Mahalako là người già. Halita Kesa là tóc bạc. Valitacha là da nhân. Khanda Danta là răng rụng. Kalatasisa là hói đầu. Chati là sự sanh. Chara là sự già. Yathi Danda là cây gậy. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ hết rồi ạ sư. Rồi bây giờ hoạch đang 2 ha. Đang 2 từ bụng dài dài một tí. Còn 2 thì chỉ có 5 từ thôi. Oka sang dài cho tí là xin phép. Oka sang dài cho tí là xin phép. Chà rí tăng anu dùng chí tung để đi dạo. Chà rí tăng anu dùng chí tung để đi dạo. Rai cha sát uyanang vương thường uyển. Rai cha sát uyanang vương thường uyển. Anu phá vi tung để thọ hưởng. Anu phá vi tung để thọ hưởng. Pành cha ca mát hú nô là ngũ dục. Pành cha ca mát hú nô là ngũ dục. Ô ca sang gia cha tí là xin phép. Cha rí tăng anu dùng chí tung để đi dạo. Ra chắc sát u gia năng vườn thường uyển. Anh lúc phá vi tung để thọ hưởng. Bành chắc ca ma vũ nô ngũ dục. Ô ca sang gia chất tí là sinh phép. Cha ri tăng anu dung chí tung là để đi dạo. Ra chắc sát u gia năng là vườn thường uyển. Anh lúc phá vi tung để thọ hưởng. Bành chá ca mát vũ nô là ngũ dục. Rồi giờ giơ tay lên đọc phần trang còn lại. Xin mời lắm. Dạ xin mời Phật tử Nguyễn Hảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Ô ca sang và chá tí là xin phép. Cha ri tăng a ni dung chí tung là để đi dạo. Ca cha xá quý gia năng là vườn thượng uyển. Anu phá quý tung là để thọ hưởng. Panh chá ca má gu nô là ngũ dục. Và con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ mới đọc ạ. Xin lỗi. Xin mời Phật tử Măng Gá Lán Nan đi. Dạ sư sư xin đọc. Ô ca sang gia chá tí là xin phép. Cha rí tá á nú dú chí tung là để đi dạo. Ra chá xá ú gia năng là vườn thượng uyển. Á nú phá vi tung là để hưởng, để thọ hưởng. Bát bát chá ca ma ngũ ná là ngũ dục. Dạ sư xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ dị bảo ạ. Dạ con xin đọc. Ô ca sang gia chá tí là xin phép. Cha rít tăng á nú dun dun chí tung để đi dạo. Ra chá xá uy gia năng là vườn thượng uyển. Anu phá quý tung để thọ hưởng. Ban chá ca má gú nô là ngũ dục. Con xin hết. À. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc. Ô ca sang gia chá tí là xin phép. Chà ri tăng
Anuyung Chí Tung là để đi dạo. Rachasa Uchanang là vườn thượng uyển. Anu Phá Quý Tung là để thọ hưởng. Pancha Kama Guno là ngũ dục. Và sư con xin hết ạ. Thì xin mời Phật tử tham mấy cá liễu. Sư con xin đọc ạ. Okasang Rachati là xin phép. Cha Dít Tăng A Lu Dũ A Lu Dùng Chí Tùng là đi dạo. Ra Cha Sa Quy Ra Lăng là vườn tương nguyện. A Lu Pa Quy Tùng là để thọ hưởng. Bành Chá Ca Ma Bú Lô là ngũ dục. Dạ con xin phép ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin đọc ạ. Ô ca sam gia chát tí là xin phép. Cha cha rít tâm a nu dùn chí tùm là để đi dạo. Gia chát xa đi gia nằm là vườn thường uyển. A nu phát uy tùm là để thọ hưởng. Bành chắc và mắc ngụ nồ là ngụ dục. Con xin hết ạ. Thì xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Ô cát sàng gia chắc tí xin phép. Cha rít tàng a nút dương chí tùng để đi dạo. Gà giác sát ú dạc năng vườn thượng yển. A nút bắt vít tùng để thọ hưởng. Bành chắc kha mắc mắt ngu nô là ngũ dục. Dạ sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Okasang Yajati. Ai đọc xong giờ để tay xuống đi. Okasang Yajati là xin phép. Charitang Anujun Chitum là để đi dạo. Rajasa Vijanang là vườn thượng uyển. Anupavitum để thọ hưởng. Pancha Kamaguno là ngũ dục. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tuyết Ngọc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Okasang Vyakati là xin phép. Cha Di Tăng Anuyun Di Tung là đi dạo. Rayasa Uyanang là vườn thượng uyển. Anupa Quý Tung là để thọ hưởng. Băng Chá Kama Ngũ Nô là ngũ dục. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Okasang Sachati là xin phép. Charitang Anujunjitun là để đi dạo. Rajasa Ujjanang là vườn thượng nguyện. Anubhavitun là để thọ hưởng. Pancha Kamaguno là ngũ dục. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Okasang ra chát tí là xin phép. Cha rít tăng anu đun rít tung là để đi dạo. Ra chát xá quý ra năng là vườn thượng uyển. Anu phá rít tung là để thọ hưởng. Anh chá ca má ngũ nô là ngũ dục. Dạ thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ô ca sang ra chát tí là xin phép. Ra khí trăng a nú dung si tùng là để đi dạo. Ra ca xá uy ra năng là vườn thượng uyển. A nú phá quý tùng
là để thọ hưởng. Panchakamaguno là ngũ dục. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ hết rồi ạ sư. Rồi, đó là phần từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một phần văn phạm. Như trong bài học mình lúc nãy đó, phần văn phạm mình sẽ có hai phần. Một là vị biến cách dạng tung và táo quê. Thứ hai là danh từ nữ tính bị ngữ ý, giống như là phô thí. Bây giờ chúng ta sẽ học cái bảng chia danh từ nữ tính bị ngữ ý, giống như là phô thí trước. Rồi phần vị biến cách thì sẽ học sao ha. Mình tìm cái bảng chia. Đây cái bảng chia của danh từ nam tánh, danh từ nữ tính. Phần biến cách của danh từ nữ tính bị ngữ ý như là phô thí cây bồ đề. Thì đây mình có chủ cách số ít, phô thí, số nhiều phô thi, phô thí vô. Đối cách số ít phô thinh, số nhiều phô thi, phô thí vô. Sử dụng cách số ít phô, phô cha, phô thí gia, phô thi hí, phô thi phí. Chỉ định cách số ít phô thí gia, phô thi năng. Số sử cách số ít phô cha, phô thí gia, số nhiều phô thi hí, phô thi phí. Sở thuộc cách số ít phô thí gia, số nhiều phô thi năng. Định sở cách số ít phô thí gia, phô thí giang, số nhiều phô thi tú. Phô cách số ít phô thí, số nhiều phô thi, phô thí vô. À, lần nữa, chỗ cách số ít phô thí, số nhiều phô thi, phô thí vô. Đối với cách số ít là phô thinh, số nhiều phô thi, phô thí vô. Sử dụng cách số ít phô cha, phô thí gia, số nhiều phô thi hí, phô thi phí. Chỉ định cách số ít phô thí gia, số nhiều phô thi năng. Số sư cách số ít phô cha, chữ này mình đọc nó là phô cha, 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 phô thí gia, số nhiều phô thi hí, phô thi phí. Sử dụng cách số ít phô thí gia, số nhiều phô thi năng. Định sở cách số ít phô thí gia, phô thi giang, số nhiều phô thi xú. Phô cách số ít phô thí, số nhiều phô thi, phô thi vô. Bây giờ chúng ta tập chia theo cái bảng tóm tắt của nó. Bảng tóm tắt. Đây cái bảng tóm tắt của danh từ, bảng biến cách của danh từ nữ tính về ngữ ý như là phô thí. Chúng ta xem cái bảng này để tập chia ha. Chủ cách số ít phô thí, số nhiều phô thi vô. Đối cách số ít phô thinh, số nhiều phô thi vô. Sử dụng cách số ít phô thí gia, số nhiều phô thi hí, phô thi phí. Chỉ định cách số ít phô thí gia, phô thi năng. Số sư cách số ít phô thí gia, phô cha, số nhiều phô thi hí, phô thi phí. Sử dụng cách số ít phô thí gia, số nhiều phô thi năng. Định sở cách số ít phô thí gia, phô thi giang, số nhiều phô thi xú. Phô cách số ít phô thí, số nhiều phô thi vô. Ở đây để tôi coi lại cái bảng này một tí nhưng nó lộ cái gì đó. Sử dụng cách số ít phô gia. Sử dụng cách. Có tới hai cái phô gia là. Ở đây chỉ có một cái. Rồi kể đi một cái xài một cái ha. Rồi giờ coi lại cái bản chia này. Số 3 sư. Cách số 3 nó thiếu một cách. Sư sư trong giấy nó là da luôn đó sư. Hai cái luôn đó sư. Hả? Sư cách nó hai từ luôn đó sư. Đúng rồi sư. Trên đó đúng rồi, con thấy bản đúng rồi đó sư. Rồi lấy một cái gì đi vậy? S-
sở dục rồi, các coi lại coi lại nha. Số 3 với số 4 nó giống nhau sư. Hả? Cái số 3 nó thiếu một cái. Cái da của chị da dạ. Cái số 3 thiếu thiếu một cái là da. Cái sở dụng các số 3 là nó không có chữ y. Nó có hai cái. Bô da nãy sư đọc đó, bô da đó. Có sử dụng bô da. Sử dụng cách đó. Tưởng cách hai cái cách. Trong đó nó sẽ xóa hành cái rồi sư ơi. Cái thứ ba một cái. Đúng rồi đó sư, sửa là đúng. Sư sửa đúng rồi. Không, tại vì cái thứ ba cái thứ năm mình thấy dùng nó bỏ. Sư như bản trong tờ giấy sư để là cách thứ ba có một à. Cách thứ ba nó có một cách rồi. Dạ, trong sách thì có hai á thưa sư. Trong cách trong sách thì có hai. Nhưng hồi nãy là đúng rồi đó sư. Ờ, vậy đúng một cách đó, mình lấy một cách được rồi. À, chỉ cách thứ năm thôi. Rồi coi lại chủ cách số ít vô thí vô thi vô thi vô đối cách số ít vô thinh số nhì vô thi vô thi vô sử dụng cách số ít vô thi gia số nhì vô thi hi vô thi phí chỉ định cách số ít vô thi gia số nhì vô thi năng tức là cách số ít vô thi gia vô thi gia này vô thiya suy nghĩ vô thi hi vô thi phí sở thuộc các số ít vô thiya suy nghĩ vô thi năng đến sở các số ít vô thi yang suy nghĩ vô thi su vô các số ít vô thi suy nghĩ vô thi vô rồi giờ tay lên để tập chia bản này thử ai chia được giờ tay lên để tập chia bản này thử. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Con xin đọc biếu cách danh từ nữ tính. Bồ thí chủ cách số ít, bồ thí số nhiều, bồ thi, bồ thi vô. Đối cách số ít, bồ thiền số nhiều, bồ thi, bồ thi vô. Sở dụng cách, bồ thi gia số nhiều, bồ thi hí, bồ thi tí. Chỉ định cách bồ thi gia số nhiều, bồ thi năm. Xuất xứ cách bồ thi gia, bồ thi vạn gia số nhiều, bồ thi hí, bồ thi tí. Sở thuộc cách bồ thi gia số nhiều, bồ thi năng. Định sở cách bồ thi gia, bồ thi dân số nhiều, bố thi su. Hầu cách số ít, bố thi số nhiều, bố thí số nhiều, bố thi vô. Dạ xin hết rồi thôi. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư cũng xin đọc ạ. Xin chia bản biến cách danh từ nữ tính vĩ nữ ý như bồ thí. Chủ cách số ít, bồ thí số nhiều, bồ thi, bồ thí vô. Đối cách số ít, bồ thinh số nhiều, bồ thí vô. Sử dụng cách số ít, bồ thí gia số nhiều, bồ thi hí, bồ thi phí. Chỉ định cách số ít, bồ thí gia số nhiều, bồ thi năng. Xuất xứ cách số ít, bồ thí gia, bồ tha, bồ gia số nhiều, bồ thi hí, bồ thi phí. Sở thuộc cách số ít, bồ thí gia số nhiều, bồ thi năng. Định sở cách số ít, bồ thí gia, bồ thí dân số nhiều, bồ thi số. Hồ cách bồ thí số ít số nhiều, bồ thí vô. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia cách danh từ nữ tính vị ngữ ý như từ bá quách tí tinh tức á sư, được không sư? Thưa sư được không sư? Dạ bá quách tí chủ cách số ít, bá quách tí số nhiều, bá quách tí vô. Đối cách số ít,
Bát Quát Tinh, số nhiều Bát Quát Ti, Bát Quát Tí Vô, sử dụng các số ít Bát Quát Tí Gia, Bát Quát Bá Quát Gia, số nhiều Bá Quát Tì Hí, Bá Quát Tì Phí, chỉ định các số ít Bá Quát Tí Gia, số nhiều Bá Quát Tì Năng, xuất xứ các số ít Bá Quát Gia, Bá Quát Tí Gia, số nhiều Bá Quát Tì Hí, Bá Quát Tì Phí, sở thuộc các số ít Bá Quát Tí Gia, số nhiều Bá Quát Tí Năng, định sở các số ít Bá Quát Tí Gia, số Bá Quát Tí Văn, số nhiều Bá Quát Tí Số, hô các số ít Bá Quát Tí, số nhiều Bá Quát Tí, Bá Quát Tí Vô. Con xin hết. Mời Phật tử mang cái lá nhanh đi. Dạ, thưa sư, xin đọc chủ các số ít Bố Thi, số nhiều Bố Thi, Bố Thi Vô. Đối các số ít Bố Thêm, số nhiều Bố Thi, Bố Thi Vô. Sử dụng các số ít Bố Gia, số Bố Hí Gia, số nhiều Bố Hí Hí, Bố Hí Bí, chỉ định các số ít Bố Thí Gia, số nhiều Bố Thi Năng, xuất xứ các số ít Bố Gia, Bố Hí Gia, số nhiều Bố Thi Hí, Bố Thi Bí, sở thuộc các số ít Bố Thí Gia, số nhiều Bố Thi Năng, định sở các số ít Bố Thí Gia, Bố Hí Văn, số nhiều Bố Thi Số, hô các số ít Bố Thí, số nhiều Bố Thi, Bố Thi Vô. Để xương xin hết. Mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ các số ít là phô thí, số nhiều phô thí vô. Đối các số ít phô thêm, số nhiều phô thí vô. Sử dụng các số ít phô thí gia, số nhiều phô thí hí, phô thí phí, chỉ định các số ít phô thí gia, số nhiều phô thí năng, xuất xứ các số ít Bố Thi Gia, Bố Gia, số nhiều Bố Thi Hí, Bố Thi Phí, sở thuộc các số ít Bố Thi Gia, số nhiều Bố Thi Năng, định sở các số ít Bố Thi Gia, Bố Thi Văn, số nhiều Bố Thi Xú, hô các số ít Bố Thi, số nhiều Bố Thi Bố Thi Vô. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Sư, con xin chia biến cách của danh từ nữ tính, vị ngữ y, vị ngữ ý như bô thí. Cách số ít là bô thí, số nhiều là bô thi, bô thí vô. Đối cách số ít là bố thiên, số nhiều là bố thi, bố thí vô. Sử dụng cách số ít là bố thí gia, số nhiều là bố thi hí, bố thi phí. Chỉ định cách số ít là bố thí gia, số nhiều là bố thí năng. Xuất xứ cách số ít là bố cha, bố thí gia, số nhiều là bố thi hí, bố thi phí. Sử dụng cách số ít là bố thí gia, số nhiều là bố thí năng. Định sở cách là bố thí gia, bố thí văn, số nhiều là bố thí số, hô cách số ít
là bố thí, số nhiều là bố thí, bố thí vô. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ cách số ít, bồ thí số nhiều, bồ thí, bồ thí vô, đối cách số ít, bồ thí số nhiều, bồ thí, bồ thí vô, sử dụng cách số ít, bồ gia số nhiều, bồ thí hí, bồ thí bí, chỉ định cách số ít, bồ thí già số nhiều, bồ thí năng xích xích cách số ít, bồ già, bồ thí già số nhiều, bồ thí hí, bồ thí bí, sở thủ cách số ít, bồ thí già số nhiều, bồ thí năng chỉ định cách số ít, bồ thí già, bồ thí văn số nhiều, bồ thí số hầu cách số ít, bồ thí số nhiều, bồ thí, bồ thí vô. Dạ thí sư con xin hết. Xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu. Dạ thí sư con xin đọc ạ. Bảng biến cách danh từ nữ tính với ngữ ý như bố thí, tủ định, tủ cách tối ít, bố thí tối nhiều, bố thi, bố thí dô, đối cách tối ít, bố thinh tối nhiều, bố thi, bố thí dô, sử dụng cách bố thí ra tối nhiều, bố thi hí, bố thi hí phí, chỉ định cách tối ít, bố thí ra tối nhiều, bố thi lăng, bất cứ cách tối ít, bố thi ra, bốt ra số nhiều, bố thi khí, bố thi khí, từ thuộc cách số ít, bố thi ra số nhiều, bố thi năng, định sử cách số ít, bố thi ra, bố thi răng số nhiều, bố thí số hồ cách tối ít, bố thí số nhiều, bố thí, bố thí dô. Dạ con xin hết ạ. Yeah. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính về ngữ ý bố thí, chủ cách số ít bố thí, số nhiều bố thí, bố thí vô, đối cách số ít, bố thinh, số nhiều, bố thí vô, sử dụng cách số ít, bố thí già, số nhiều, bố thí hí, bố thí bí, chỉ định cách số ít, bố thí già, số nhiều, bố thí năng, xuất sức cách số ít, bố già, số nhiều, bố thí hí, bố thí bí, sở thuận cách số ít, bố thí già, số nhiều, bố thí năng, định sở cách số ít, bố thí già, bố thí văn, số nhiều, bố thí số, hô cấp, bố thí, số nhiều, bố thí vô. Dạ, con xin hết. Dạ đã hết rồi ạ sư. Bây giờ mình ôn lại cái bảng chia danh từ nam tính của mình ngữ ý một tí nha. Chữ ý xí, giờ mình có thể tìm danh từ nào đó ngoài chữ ý xí mà nó tận cùng bằng ý, nhưng mà nó của nam tính, để mình chia cho cái bản này để ôn lại bài học tí. Ví dụ hồi nãy mình có chữ mu ni, thì chủ cách số ít mu ni, số nhiều mu ni mu na vô, đối cách số ít mu ni mu na vô, sử dụng cách số ít mu ni na, số nhiều mu ni hi mu ni thí, chỉ định cách số ít muni no muni sát, số nhiều muni năng,
Sutasuat Muni Na Muni Ha Muni Ma Suni Muni Hi Muni Phi Sutasuat Muni No Muni Sa Suni Muni Nang Tình Sa Tasuat Muni Hi Muni Minh Suni Muni Su Ô Kasuat Muni Suni Muni Munayo. Ta ôn lại cái bài cũ một tí để cho cái này nó cũng tận cùng một ý nhưng mà nó là năm tính. Còn bạn đang học là dạng nữ tính, giờ ôn lại bản năm tính một tí thì nhớ. Rồi bây giờ ai chọn được danh từ nào đó mình chia vào. Rồi giờ tay lên mình tập chia. Dạ xin mời Phật tử Tuyết Ngọc ạ. Dạ. Dạ con xin chia danh từ năm tính vị ngữ ý là á hí con rắn. Dạ chủ cách số ít là a hí, số nhiều là a hi a há vô, đối cách số ít a hin, số nhiều a hi a á vô, sử dụng cách số ít a hí na, số nhiều a hi hí a hi bí, chỉ định cách a hí nô a hí xá, số nhiều a hí năng, thức xuất cách a hí na a hí a hí hà a hí ma Ahim ha, ahisma. Ahim ha, ahisma, số nhiều. Ahi hi, ahi bí, sở thuộc cách số ít. Ahi no, ahi xá, số nhiều. Ahi năng, số bảy là định sở cách. Ahi hi, ahismin, số nhiều là ahi số. Số 8 là hô cấp a hí, số nhiều là a hi a há vô. Dạ xin hát. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin chia danh từ nam tính có vĩ ngữ ý như là phu pa tí. Rồi phu pa tí. Dạ, phu pa tí. Dạ, con xin chia. Chủ cách số ít phu pa tí, số nhiều phu pa tí, phu pa ta vô, đối cách phu pa tinh, số nhiều phu pa tí, phu pa tí vô, sử dụng cách phu pa tác vô. Dạ, phu pa tác vô, sử dụng cách số ít phu bá ti na tí na, số nhiều phu bá ti hí, phu bá ti phí, chỉ định cách phu bá tí nô, phu bá tí xá, số nhiều phu bá ti năng, xuất xứ cách phu bá tí na, số ít phu bá ti na tí na, phu bá tim ha, phu bá tí ma, số nhiều phu bá tì hí, phu bá tì phí, sở thuộc cách phu bá số ít phu bá tì nô, phu bá tì xà, số nhiều phu bá tì năng, định sở cách phu bá tìm hí, phu bá tì mình, số nhiều phu bá tì xú, hô cách số ít phu bá tí, số nhiều phu bá tì, phu bá tái vô. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin chia danh từ nam tính sa ma phi thiên ạ. Ma phi hả? Dạ thiên ạ. Một chủ cách sa ma thi, số nhiều sa ma thi, sa ma thạ dồ, hai đối cách số ít sa ma thìn, số nhiều sa ma thi, sa ma thạ dồ, ba sở dùng cách số ít
Sa ma thị na số nhiều. Sa ma thì sa ma tha dồ bốn chỉ bình cách số ít. Sa ma thị nô sa ma thị sa số nhiều. Sa ma thì nằm nắm xuất xứ cách số ít. Sa ma thị na sa ma thị hà sa ma thị ma số nhiều. Sa ma thì hi sa ma thì phi sáu sở thuộc cách. Sa ma thị nô sa ma thị sa số nhiều. Sa ma thì nằm bảy bình sở cách số ít. Sa ma thị hi sa ma thích mình số nhiều. Sa ma thì sụ tám hố cách số ít. Sa ma thị số nhiều. Sa ma thì sa ma thạ dồ con xin nghỉ ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin chia danh từ nam tính vị ngữ ý như là ắc ký là lửa ạ. Ắc ký chủ cách số ít ắc ký, số nhiều ắc ghi, ắc gá vô, đối cách số ít ắc ginh, số nhiều ắc ghi, ắc gá vô, sử dụng cách số ít ắc ghi na, ắc ghi na, số nhiều ắc ghi hí, ắc ghi phí, chỉ định cách số ít ắc ghi nô, ắc ghi xá, số nhiều ắc ghi năng, xuất xứ cách số ít ắc ghi na, ắc ghi ha, ắc ghi ma, số nhiều ắc ghi hí, ắc ghi phí, sở thuộc cách số ít ắc ghi nô, ắc ghi xá, số nhiều ắc ghi năng, định sở cách số ít ắc ghi hí, ắc ghi minh, số nhiều ắc ghi số, hô cách số ít ắc ghi, số nhiều ắc ghi, ắc gá vô. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Thị Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ gia há phá tí là gia chủ ạ. À, danh từ chủ cách số ít là gá ha ta tí, số nhiều gá ha ta tí, gá ha ta ta rồ, đối cách số ít gá ha ta tìm, số nhiều gá ha ta tí, gá ha ta ta rồ, sử dụng cách số ít gá ha ta tí na, số nhiều gà bá tí hí, gà bá tí phí, chỉ định cách số ít gà bá tí nồ, gà bá tí xá, số nhiều gà bá gà há bá tí năng, số thứ cách số ít gà há bá tí na, gà há bá tin hà, gà há tá tít ma, số nhiều gà há tá tí hí, gà há tá tí phí, sở thuộc cách số ít gà há tá tí nô, gà há tá tít xá, số nhiều gà há tá tí năng, định sở cách số ít gà há tá tin hí, gà bà gà há tá tít minh, số nhiều gà há tá tí số, hô cách số ít gà há tá tí, số nhiều gà há tá tí, gà há tá tá rô. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin chia danh từ Vô Ni. À, là tu sĩ.
chủ các số ít, Muni số nhiều, Muni Munayo, đối các số ít, Munim số nhiều, Muni Munayo, sử dụng các số ít, Munina số nhiều, Munihi Munipi, chỉ định các số ít, Munino Munisa số nhiều, Muninang xuất xứ các số ít, Munina Munimha Munisma số nhiều, Munihi Munipi sở thuộc các số ít, Munino Munisa số nhiều, Munipna sở định các số ít, Munimhi Munimsi Munisim Munitni Munisim số nhiều, Munim Munisu hô các số ít, Muni số nhiều, Muni Munayo. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. Dạ thưa sư, con xin chia đồng từ chia danh từ là Arati ạ. Đây Tà Giáp Thi ạ. Tà Giáp Thi là gì? Tà Giáp Thi là người đánh xe. Không được, chữ đó không được. Không được ạ. Đó là dạng y rồi. Chị chữ Muni đi. Dạ. Dạ vâng, con xin được đọc ạ. Chủ cách số ít, mũ lý số nhiều, mũ ly mũ ni do mũ ngay do mũ ni do mũ ngay do mũ lá do đối cách số ít, mũ linh số nhiều, mũ ly mũ giá rô sử dụng cách số ít, Muni Na số nhiều, Muni Hí Muni Phí chỉ định cách số ít, Muni Lô Muni Sa số nhiều, Muni Lăng xuất xứ cách số ít, Muni Na Mun Ninh Ha Munit Ma số nhiều, Muni Hí Muni Phí sử dụng cách số ít, Muni No Munit Sa số nhiều, Muni Lăng sử định sử cách số ít, Mun Minh Hí mũ nít minh số nhiều, mũ ni số ô cách số ít, mũ ni số nhiều, mũ ni mũ giá rô. Dạ con xin hết ạ. Rồi bây giờ mình tạm bao nhiêu đây đi nghỉ ha, đi thăm rồi tiếp 9 giờ rồi là hết giờ rồi, rồi mà có lúc kia đi kết thúc nó không. Dạ. Và bài học đến đây đã xong rồi. Chúng con kính xin tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy bài học cho chúng con ạ. Kính chúc sư được sức khỏe và sự an vui ạ. Bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc bài kinh Hồi Hướng Phước đến Chư Thiên. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Con xin thay mặt các học viên xin đọc bài kinh Hồi Hướng đến Chư Thiên ạ. Akasatha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma he ti ca bồn nhân no anu mô đan tu chi răng ra khan tu sa sa năng
Akasatha chapamata devanaga mahetika bunyano anumodantu chirang rakhanto no garu. Akasatha chapamata devanaga mahetika bunyano anumodantu chirang rakhanto nyatayo. Akasatha chapamata devanaga mahetika bunyang no anumodanto chirang rakhanto banino. Akasatha chapamata devanaga mahetika bunyang no anumodanto chirang rakhanto no sada. Idang watano bunyang asawa khaya wahan hon tu anagate kale. Sa thú. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới và buổi học sau ạ. Dạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, con xin mời lớp 7. Dạ, xin chào sư ạ. Chào sư, kính chúc sư. Dạ, dạ. Con kính tri ân sư. Mời lớp 7 ha. Thank you.